quý ông bà quá cố và thưa cùng quý ông bà hiện tiền và thân tề nội ngoại đôi bên và bà con hai họ. Hôm nay mình xin mãn phép để trình lại 8 mâm quà xin lễ của nhà trai bưng qua nhà gái như sau. Mình xin mãn phép nói về đi tiên là cái mâm chầu. Mâm chầu miếng chầu để mở đầu câu chuyện. Nam chọn cao là tài, mà nữ chọn chầu là lộc. Tài lộc phải đi đôi, vợ chồng hai cháu mới ăn xứng cả đời người. Nó viết cái câu rằng con chim chì voi đậu trên cây thuốc, con cá bay chầu mới lội thuốc mương cao. Chầu với cao mới cắt hộp lương duyên, ngày nay hai cháu mới xin di dây ngẫu nghĩa vợ tình chồng. Khi đã thành vợ thành chồng thì tối vào động phòng thì chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Cây cao một chiếc dây chầu mới leo, chung sự lễ đó là mâm chầu đi tiên. Đó. Phần đó, mâm thứ nhì, mâm rượu, rượu gọi là cái mâm tủ. Hủ tủ hủ lễ, năm vô tủ như kỳ vô phong, trai không uống rượu như cờ không có gió. Còn nói về cái mâm thứ ba và mâm thứ tư, đó là mâm trà mâm mứt. Trà mứt hôm nay uống nước thông gia, giữa xuôi gia hai nhà kết chặt ngày hôm nay. Trai lớn lên cưới vợ nói giỏi trong đường, gái lớn lên gả đi lấy chồng để nói dòng cho họ nhà trai. Còn nói về là cái mâm thứ năm, mâm thứ năm đó là mâm hoa quả, tượng trưng cho hai cháu được cái sự vuông tròn noi gương đời ông tới đời cha, qua đời con tới đời cháu. Nói về mâm thứ sáu, mâm thứ sáu ngày hôm nay nuôi con cho đến ngày khôn lớn được cái sự vuông tròn, nhà trai cứ đón rước về để làm dâu cho họ nhà trai thì thằng dễ phải trả cái công đền cái hiếu lại cho cha mẹ vợ là cái nọng heo. Còn nói về mâm thứ bảy là cái mâm đầu heo, sanh con gái đầu heo quay vô, tất nhiên ngày hôm nay thiền theo lái gái theo chồng, sức giá tùng khu sức khu tùng khu, ở nhà lo cho cha mẹ già nhưng về nhà chồng phải lo cho cha mẹ chồng và người chồng phải đứng ra nặng nhẹ công chuyện mình đều quán triệt lo lại. Còn nói về mâm thứ tám là mâm đùi heo, chung sự lễ, lễ nói gọi là lễ tiểu đăng pha đại tăng pha đi cái đùi trước, còn lễ cưới là gọi là lễ tiểu đăng pha đi đùi sau, cái chuyện gì nó cũng phải có trước có sau và cái giò để đi đứng qua lại. Mình xin mãn phép để mời ông nội và ông ngoại đứng ra đại diện cho là con cháu coi nhận 8 mâm quà sính lễ này của nhà trai Vinh Hoa. Mời hai hia thì đứng lên nói thôi như tôi nhận mấy mâm quà này vậy được rồi. Hai ông bác cái chiền vô